Chào quý vị và các bạn quay trở lại với 5 phút mèo vặt. Ở video trước tôi đã tiến hành test thử cho chúng ta thí nghiệm chúng ta là với cái đĩa CD như thế này, chúng ta gắn vào máy cắt thì nó cắt được những gì, rồi giấy với cái đĩa cắt bằng giấy thì khi gắn vào máy cắt nó cắt được những gì thì chúng ta đã biết rồi. Thì đến hôm nay tôi sẽ tiếp tục dùng cái tờ giấy nhám tròn như thế này, chúng ta lắp vào máy cắt thử xem coi nó có thể cắt được ống nhựa, gỗ cũng như là những vật sắc bén khác hay không nha. Ở đây tôi không dùng một cái nữa mà tôi dùng hai cái luôn, hai cái nhám ấp lại. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành lấy cái tâm của nó để chúng ta sẽ dễ dàng gắn vào cái máy cắt cầm tay chúng ta. Sau khi chúng ta đã có được cái tâm của cái đĩa cắt bằng giấy nhám này rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng lắp vào cái máy cắt cầm tay chúng ta. Rồi dùng cái siết đĩa này lại, chúng ta sẽ siết vào. Rồi chúng ta dùng cái khóa chúng ta khóa lại. Rồi chúng ta sẽ thử cắt với ống nhựa trước xem coi là liệu nó có cắt ngọt giống như là cái đĩa CD cũng giống như là cái đĩa giấy hay không nha. Đấy. Rồi chúng ta cũng đeo kính bảo hộ vào nha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành cắt thử. Cắt vẫn rất là ngọt, tuy nhiên là do hai cái miếng mà cái nhám chúng ta áp lại, chính vì vậy là chúng ta điều chỉnh nó cái hướng nó sẽ hơi khó hơn. Tuy nhiên nó có một cái điểm mạnh đó là khi cắt xong rồi chúng ta có thể mài chúng. Đây, cắt xong rồi chúng ta có thể mài. Đấy. Chúng ta mài cho cái vết cắt này nó cũng sẽ rất là đẹp luôn, rất là thẳng. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt với ống đi điện cái này nha, thử coi nó cắt như thế nào. Rồi cũng vậy luôn, cắt rất là ngọt và chúng ta có thể mài chúng rất là ngọt luôn, rất là thẳng luôn. Và tiếp theo là tới gỗ, chúng ta thử cắt với cái thanh gỗ nhỏ này coi như thế nào. Cái đĩa CD thì cắt không được, còn cái giấy thì cắt vẫn được, nhưng cái là nó hơi lâu. Và chúng ta thử nè. Đối với cái đĩa cắt này là khi chúng ta gắn hai lưỡi vào thì khi cắt nó sẽ tạo ra thành hai rãnh. Vậy thì nếu chúng ta gắn có một đĩa thì chắc chắn ta sẽ cắt được. Bây giờ tôi sẽ gỡ một cái đĩa ra rồi sau đó là tiến hành cắt lại cho chúng ta xem. Rồi giờ chỉ còn có một cái đĩa thôi nha. Rồi chúng ta sẽ cắt lại. Đấy, chúng ta thấy vết cắt là cắt nó đẹp thẳng và ngay hơn so với cái đĩa cắt bằng CD.
và đĩa cắt bằng giấy. Như vậy là với 3 thí nghiệm là chúng ta dùng đĩa cắt bằng CD, đĩa cắt bằng giấy và đĩa cắt bằng tờ giấy nhám này, thì có một cái kết luận như thế này. Nhất là đối với đĩa cắt bằng CD á, cắt rất là ngọt, cái đĩa nó không có bị lĩa, cho nên là cắt ống nhựa rất là ngọt, rất là đẹp. Tờ giấy thì nó bị lĩa, nó không bằng. Tờ giấy nhám này thì tốt hơn so với tờ giấy. Và nó có một cái ưu điểm của với tờ giấy nhám này nè, là khi chúng ta cắt xong là chúng ta có thể mài nhẵn luôn, mài cái đường cắt chúng ta luôn. Rồi trên đây là những cái thí nghiệm vui.